Xin hương của tổng bố Sở Nguyên Hồng xin kính chào tất cả anh chị đang theo dõi video ngày hôm nay của bên em, và kính chúc cho anh chị nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng và hoàn thành tốt công việc của mình. Và ở video hôm nay thì em gái mang đến cho anh chị nhà mình một tác phẩm tượng ngài Đạt Ma giáo hóa đứng nghe, được chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen vô cùng là giá trị. Và như anh chị nhà mình đang được thưởng lãm thì đây là một phôi gỗ chắc vô cùng là to và với độ liềm cối rất là cao chị nhá, lên đến 98% cho em. Để mà tìm được một cái tác phẩm gỗ chắc đỏ đen vân veo đẹp như là gần như là liền hết này là sự rất là khó, phải không ạ? Tác phẩm ngày hôm nay thì em chế tác theo một cái phôi gỗ hình hộp với tổng chiều cao là 1m, chiều ngang 42 và chiều sâu là 28. Và kính mời anh chị nhà mình cùng đi sát hơn vào tác phẩm để chiêm ngưỡng từ đường vân chân gỗ, đường núi đục cũng như là tìm hiểu cái ý nghĩa phong thủy ở tác phẩm tượng ngài Đạt Ma giáo hóa đứng mê trong video ngày hôm nay, được không ạ? Vâng, và đầu tiên khi mà đi đến tác phẩm thì anh chị có thể là ngắm nhìn xung quanh. Đây chính là một vị Đạt Ma, đấy, tay thì đang cầm một cái chuỗi tràng hạt và tay còn lại thì đang vác trên mình một cây phương trượng rất là đẹp luôn, phải không ạ? Thần thái của ngài càng dữ dằn bao nhiêu thì sẽ giúp trấn trạch trừ tà càng tốt bấy nhiêu. Từ những cái chi tiết như là đôi mắt này, bộ râu sồm của ngài này đục rất là chân thực và rất là mềm mại luôn, phải không ạ? Tay của ngài thì đang xỏ cái chiếc khuyên đục rất là tròn luôn anh chị nhé. Từ những cái phần chi tiết ở bên dưới anh chị có thể nhìn thấy này, đấy, thân hình của ngài rất là gầy gò, phô ra cái bộ xương này nhìn rất là chân thực luôn, phải không ạ? Những cái phần lép tóc của tà bay phấp phới trong gió nhìn rất là mềm luôn. Và đồng thời khi mà tác phẩm này bu lên rồi vẫn giữ nguyên được cái chất vân của phôi gỗ tự nhiên 100%, không hề vẽ vân anh chị nhá. Gỗ mà nhiều vân ngài chứng tỏ là rất là già luôn và cực kỳ là giá trị, phải không ạ? Dòng gỗ chắc cực kỳ là lành tính này, đấy, có cái độ bền bỉ rất là cao, cho nên là được các bác giới đại gia yêu thích đồ gỗ sử dụng rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái tác phẩm gỗ chắc này thì sẽ mang cái tính thẩm mỹ cực kỳ là cao khi anh chị nhà mình trưng ở vị trí phòng khách hoặc tại nơi làm việc. Vâng, và hình tượng của ngài Đạt Ma thì anh chị có thể ngắm nhìn này, bên dưới là một cái phiến núi đá, xung quanh đó là những cây lấm linh chi mang đến sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm đục thêm một chú nê canh giữ nhà cửa, trấn trạch trừ tà, giúp cho gia chủ công việc luôn được hanh thông thuận lợi hơn rất là nhiều. Thân hình của chú nê thì vô cùng là mập mạp, phải không ạ? Anh chị có thể là ngắm nhìn tổng quan tác phẩm một lần nữa giúp em và cho em xin những cái lời cảm nhận, những cái lời góp ý ở bên dưới phần comment, được không ạ? Và em sẽ là đưa máy cao hơn một chút xíu nữa để anh chị có thể là nhìn tổng quát được phía bên trên này. Đấy, cây phương trượng này, đấy, mường tượng như là một cái cành cây khô nhìn rất là đẹp luôn, phải không ạ? Và trên cái cây phương trượng này thì anh chị có thể ngắm nhìn này, đấy, ngài đang treo một cái chiếc giày đục rất là chân thực luôn. Và ở cái phần là bao tay lải của ngài thôi thì cũng làm rất là mềm luôn anh chị nhá. Phía sau này là một cái chiếc lò mắt, hiện tại các phẩm này khá là, cho nên là em sẽ là không tiện quay đến mặt sau cho anh chị nhà mình. Tác phẩm này thì ở mặt sau là cũng thiết kế được từ diện rồi. Và ngày hôm nay thì em gái xin phép được báo giá cho anh chị nhà mình tác phẩm ở video với mức giá chỉ là 45 triệu đồng, bao gồm cả phí vận chuyển và bên em giao hàng và cước cho anh chị nhà mình. Anh chị thật sự mong muốn được hữu duyên sở hữu tác phẩm như là một vật phẩm phong thủy đắt giá thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được bên em tư vấn cụ thể về không gian, vị trí đất đẻ cũng như là báo mức giá gian lập cho anh chị, được không ạ? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe cũng như là theo dõi hết video ngày hôm nay của bên em. Hẹn gặp lại chị nhà mình ở những video mới nhất với nhiều tác phẩm đẹp hơn ạ.